Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam dạy con, đi xem phim như bạn thân dạy con kiếm tiền từ bé. Cuối tuần em đi xem phim với con lớn, em tắm và bế ấm con bé. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là người thường xuyên góp mặt trong danh sách những tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Được biết, bà là nữ tỷ phú duy nhất của Đông Nam Á, cũng như người thứ hai của Việt Nam được Forbes vinh danh là tỷ phú USD sau ông chủ Vingroup. Không chỉ là một doanh nhân khét tiếng trên thương trường, khi trút bỏ hình ảnh nữ đại gia mấu mặt, khi trở về nhà, bà là người nữ công gia chánh không ngại vào bếp nấu ăn cho gia đình, cũng như là một người bạn thân của các con. Theo đó, trả lời báo Tuổi Trẻ, bà từng nhắc đến cậu con trai lớn là Tommy Nguyễn, cùng với nhiều kỳ vọng. Với cậu con trai lớn, tôi với con trai nhiều bạn, cùng đi xem phim, cà phê, tôi để con phát triển một cách tự nhiên, theo sở trường và đam mê chứ không ép buộc. Bạn ấy học ở trường phổ thông nội trú ở Anh, vẫn học tiếng Việt online với thầy Việt Nam, nhắn tin cho mẹ tiếng Việt có dấu và bạn thi vào khoa quản lý kinh tế của Đại học Oxford với bài luận mở đầu bằng câu "Mẹ tôi là một hình mẫu để tôi mong muốn phấn đấu noi theo, con tự viết mà không chia sẻ gì với tôi". Tuy có trong tay khối tài sản không phải dạng vừa, cùng nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ, nhưng Tommy Nguyễn mới chính là niềm tự hào lớn nhất của nữ tỷ phú này. Ngoài ra, bà cũng cho biết bản thân thường đưa con đi làm vào cuối tuần để gần con, cũng muốn tạo thói quen làm việc cho con. Mặc dù luôn sẵn sàng là người bạn thân thiết, lắng nghe suy nghĩ, tâm tư của con cái, nhưng bà Thảo cũng là người mẹ nghiêm khắc dạy bảo các con từ thói quen làm việc cũng như tự tay vun vén gia đình như bao bà mẹ khác. Không chỉ con trai cả mà vị nữ tỷ phú này cũng dành nhiều tình cảm đến cậu con trai út. Mặc dù khác với cậu cả, con trai út của bà Nguyễn Thị Phương Thảo chưa từng lộ mặt, nhưng với những chia sẻ trước đó, bà Thảo khẳng định cậu út cũng rất tình cảm. Bà Thảo tiết lộ sáng nay đưa con đến trường, bé cứ năn nỉ kéo tay muốn mẹ dẫn vào lớp. Ngặt cái tôi có cuộc họp lúc 8:30, nếu mũi lòng đưa con vào lớp thì lại muộn họp, thế là lại để mặc tự con đi một mình, mặc dù trái tim rất muốn đi cùng con. Nếu rộng hơn về cá tính, tôi thích sự riêng tư cho cá nhân mình, nhưng công việc lãnh đạo doanh nghiệp đã biến mình thành người của tập thể, của công chúng, phải luôn ý thức tinh thần gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chia sẻ trong cán bộ công nhân viên, và mình buộc phải hy sinh sự riêng tư, sở thích của mình. Mặc dù là người phụ nữ thành công, nhưng không ít lần bà đã phải đứng giữa sự lựa chọn giữa công việc và tình cảm riêng tư. Tuy bận rộn với lịch trình dày đặc khi quản lý nhiều công việc, bà không thể chiều theo mọi ý thích của con, nhưng bà vẫn cố gắng thu xếp công việc để ăn tối cũng như đích thân vào bếp nấu ăn cho các con. Đặc biệt, một thói quen bình dị khó bỏ của vị nữ tỷ phú này chính là cứ đến 8 giờ tối bà Thảo để con đi ngủ rồi trò chuyện cùng với bố mẹ, sau đó mới tiếp tục công việc của mình. Với cách dạy con đặc biệt cùng với những kỳ vọng gửi gắm, con trai cả của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã giành được nhiều thành công nhất định trong lĩnh vực công nghệ. Trong đó, công ty do Tommy Nguyễn điều hành chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa trên nền tảng công nghệ, kết nối các phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không. Công ty này cam kết việc khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh có thể nhận hàng hóa từ bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào trong vòng 24 giờ. Có thể thấy bên cạnh là nữ doanh nhân có tiếng sở hữu khối tài sản khủng, nhưng bà Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn dành khoảng thời gian quan trọng nhất để ở bên đồng hành cùng các con. Thành công trên thương trường, nhưng khi về nhà bà vẫn bình dị như bao bà mẹ khác, chuyên tâm vào bếp làm những món ăn ngon để chăm sóc cho các con. Cũng chính vì vậy, không phụ sự mong mỏi của mẹ, cậu con trai cả của bà Thảo không chỉ được đánh giá là thông minh, tài giỏi, mà anh còn đạt được những thành tích nhất định trên sự nghiệp của mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.